chào tất cả anh em. Em này hàng sưu tầm nha anh em. Chất liệu bạc pha vàng trắng ha. Họa tiết khắc sâu, chủ đề chú hổ, mãnh hổ đang đấu nha nè. Rất là uy lực mạnh mẽ ha. Nam tính. Hàng sưu tầm cao cấp xuất Nhật nha nè. Xuất đi thị trường Nhật. Độ hoàn thiện rất cao ha. Hôm nay em nào có duyên với em nó, có hứng thú tuyển em nó về chơi, cứ alo mình nha anh em. Số điện thoại trên tiêu đề clip ha. Dành tay với anh em trước ha. Đây là chú mãnh hổ họa tiết khắc sâu ha nè. Tỉ mỉ chi tiết ha. Rất là đẳng cấp, rất là đẹp, nam tính mạnh mẽ ha. Hàng zin hết nha anh em. Hộp đựng giấy tờ em nó đầy đủ ha. Đáy bằng nha anh em. Hàng chính hãng Zippo Mỹ luôn. Họa tiết khắc sâu cách điệu chú mãnh hổ đang đấu ha. Quy lực mạnh mẽ nam tính ha anh em. Cho anh em sự thịnh vượng, an lành và may mắn trong cuộc sống ha. Nhìn từ A tới Z nha anh em. Hộp đựng giấy tờ em nó đầy đủ ha. Xung quanh em nó được hãng đẽo các cạnh, đẽo chi tiết tỉ mỉ ha anh em. Cho em nó sự mạnh mẽ, càng thêm sự mạnh mẽ nam tính ha. Họa tiết toàn bộ mặt trước là chú mãnh hổ, rất là uy lực. Xem hình ảnh chi tiết em nó thì anh em cứ vô trang Facebook mình nha anh em. Click vô đường link ở phần miêu tả video ha. Anh em nào có duyên kết em nó cứ alo mình lấy giá giùm nha anh em. Hàng sưu tầm ha. Không phải là hàng sản xuất đại trà nha anh em. Rất là đẹp. Mới 100% luôn. Anh em yêu mến đăng ký kênh Zippo Tuấn Nguyễn ủng hộ mình ha. Cảm ơn tất cả anh em ha. Dòng xuất thị trường Nhật thì độ hoàn thiện rất là cao nha anh em. Tỉ mỉ chi tiết. Giấy tờ em nó đầy đủ ha. Hộp đựng đầy đủ nha anh em. Hàng full box ha. Anh em sử dụng làm quà tặng cũng rất là hay. Rồi, cảm ơn tất cả anh em. Hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ha. Chào tất cả anh em ha.